Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tiểu sử Hiroshi Mikitani, ông trùm đế chế thương mại điện tử Rakuten. Hiroshi Mikitani là một cái tên không thể không nhắc đến trong danh sách những tỷ phú giàu nhất đất nước mặt trời mọc. Những thông tin thú vị về cuộc đời, sự nghiệp của vị tỷ phú này sẽ được Duy Anh Web tổng hợp ngay trong video dưới đây. Hãy cùng xem hết nhé! Hiroshi Mikitani là ai? Hiroshi Mikitani là một doanh nhân, nhà văn, tỷ phú người Nhật Bản. Ông là người sáng lập, chủ tịch và CEO của Rakuten Inc., một công ty thương mại điện tử và Internet của Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo, cung cấp thương mại điện tử, fintech, dịch vụ truyền thông cho 1 tỷ người dùng toàn cầu, hoạt động tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ và được mệnh danh là Amazon của Nhật Bản. Đồng thời, Hiroshi Mikitani cũng là chủ tịch của Crimson Group, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Vissel Kobe, chủ tịch dàn nhạc Tokyo Philharmonic và là thành viên hội đồng quản trị của LIP. Hiroshi Mikitani là con nhà nòi khi sinh ra trong một gia đình có nền tảng tri thức tốt. Cha của Hiroshi Mikitani là một nhà kinh tế học, còn anh trai của ông là giáo sư ở Đại học Tokyo. Hiroshi Mikitani tốt nghiệp Đại học Hitotsubashi và làm việc cho Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đang công tác tại đây thì ông được cử đi du học ở Mỹ với khóa học MBA cao cấp tại Đại học Harvard danh tiếng. Năm 1997 đánh dấu mốc khởi nghiệp của Hiroshi Mikitani với việc thành lập Rakuten với vỏn vẹn 250.000 đô la Mỹ và lèo lái nó để Rakuten luôn giữ vững ngôi vị website thương mại điện tử số 1 tại Nhật Bản và để Hiroshi Mikitani là cái tên có máu mặt trong lĩnh vực này trên toàn thế giới. Sự nghiệp thời điểm những năm 1997 mà Hiroshi Mikitani thành lập Rakuten, hệ thống bán lẻ trực tuyến đầu tiên tại Nhật Bản, cung cấp cho các nhà bán lẻ cách tiếp cận những khách hàng trực tuyến với một chi phí thấp nhất. Nhiều người cho rằng đây là một quyết định tồi tệ khi kinh tế Nhật đang rơi vào giai đoạn suy thoái. Bỏ qua những lời can ngăn và thái độ không mấy ủng hộ của mọi người, Hiroshi Mikitani tin rằng Internet sẽ cất cánh ở Nhật Bản và tôi muốn trở thành một phần của sự phát triển này. Và rồi, quyết định này của Hiroshi Mikitani đã được thực tế chứng minh rằng nó là một quyết định đúng đắn. Rakuten hiện là một điểm đến mua sắm phổ biến nhất và lớn nhất trên những website của người Nhật. Cái tên Hiroshi Mikitani như một ngôi sao sáng nhất trên lĩnh vực Internet còn non trẻ của Nhật Bản ở thời điểm lúc bấy giờ. Mỗi ngày, Rakuten có hàng triệu lượt truy cập để mua đủ thứ từ các cửa hàng không có đủ tiền hoặc không đủ điều kiện để xây dựng mạng lưới bán hàng hoặc trang web của riêng mình. Đầu năm 2009, giữa lúc thị trường kinh tế ngày càng u ám thì Hiroshi Mikitani đã xua đi bầu không khí đó bằng một cuộc họp báo công bố những thành tựu đáng nể của Rakuten trong năm 2008. Doanh thu bán hàng tăng lên 16,8%, lên mức 250 tỷ yên. Kết quả này có được nhờ 20,2% tăng trưởng trong phân khúc thương mại điện tử và 24% tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Thương mại điện tử đã mang về doanh thu chạm con số 92 tỷ yên trong năm 2008 và đóng góp 26 tỷ yên. Một con số kỷ lục trong lợi nhuận hàng năm của Rakuten. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Đồng thời, Rakuten Travel, công ty con của Rakuten đã thu hút được 25 triệu khách du lịch trong nước năm 2008. Những thành tựu đó của Rakuten đều trái ngược với không khí nghẹt thở của thị trường kinh tế Nhật thời điểm suy thoái đó. Với vai trò là người điều hành công ty, Hiroshi Mikitani đã hạn chế đến mức tối đa những rủi ro bằng việc cắt giảm chi phí điều hành kinh doanh trên trang web và chú ý đến dịch vụ khách hàng. Các cửa hàng trên website này sẽ được thắt chặt giám sát và ngay lập tức sẽ bị buộc rời khỏi Rakuten nếu có những hoạt động kinh doanh bị cho là thiếu trung thực. Ngày 19 tháng 4 năm 2000, Rakuten tiến hành IPO thành công và đưa Rakuten trở thành một trong những trang mạng mua sắm phổ biến nhất Nhật Bản. Tháng 3 năm 2001, dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến Rakuten Travel được Rakuten cho ra mắt. Dưới sự điều hành của Hiroshi Mikitani, Rakuten liên tục có những hoạt động mở rộng kinh doanh và gặt hái được những thành công vang dội. Có thể kể đến đó là tháng 3 năm 2001, dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến Rakuten Travel được Rakuten cho ra mắt. Tháng 9 năm 2004, Rakuten tăng quy mô đối với mảng kinh doanh dịch vụ tài chính với việc thâu tóm công ty tài chính tiêu dùng Azoza Kakko LTD và được đổi tên thành Rakuten Kakko LTD sau đó, năm 2010. Rakuten Mobile.com với giá 250 triệu đô la Mỹ và cũng được đổi tên thành Rakuten.com.
Rakuten tiếp tục theo đuổi chiến lược thâu tóm và sáp nhập mạnh mẽ hướng đến việc mở đường vào thị trường Mỹ cũng như những thị trường tiềm năng khác. Chỉ trong vòng 5 năm, Rakuten đã thương thảo thành công 30 thương vụ, trong đó thương vụ mua lại American eBet với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Thâu tóm Overdrive Inc. với giá 410 triệu đô la Mỹ và ứng dụng tin nhắn Viber với giá 900 triệu đô la Mỹ cũng như dốc tiền vào các startup tiềm năng như Pinterest và Leap là những thương vụ điển hình. Bên cạnh các công ty ở xứ sở cờ hoa thì Rakuten cũng thâu tóm những doanh nghiệp tại Canada, Brazil, Đức, Singapore, Tây Ban Nha, Pháp. Rakuten đang hướng tới việc trở thành người khổng lồ công nghệ có tầm vóc và ảnh hưởng ngang ngửa với Alibaba của Trung Quốc và Google của Mỹ. CEO Rakuten Hiroshi Mikitani đã bước đầu hiện thực hóa tham vọng này với việc từ năm 2010 đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức của công ty. Trong danh sách các công ty đổi mới nhất thế giới của tạp chí danh tiếng Forbes, Rakuten đứng ở vị trí thứ 26 mặc dù Rakuten bước vào thế giới bán lẻ Internet ở vào cái thời điểm chẳng có chút tương lai nào. Với giá trị vốn hóa thị trường khoảng hơn 15 tỷ đô la Mỹ, đội ngũ nhân viên hơn 14.000 người. Doanh thu của Rakuten trong năm 2016 đạt hơn 6,8 tỷ đô la Mỹ. Rakuten trong năm 2016 cũng đã ký thỏa thuận tài trợ nhiều triệu USD cho câu lạc bộ bóng đã thành công nhất châu Âu Barcelona. Trên đây là những tổng hợp của GNWeb về vị tỷ phú Nhật Bản Hiroshi Mikitani. Chúc các bạn tìm thấy cho mình những thông tin tham khảo hữu ích. GNWeb thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website gnweb.com.vn.